Chà mở ra coi, mở ra đâu? À, anh mở chụp đây. Sao? Anh chụp đâu? Không biết chụp được không? Ủa, chụp đâu? Bây giờ mở ra. Ngồi đây để em lấy cho anh coi, đẹp lắm. Chưa mở ra. Cái gì? Chụp rồi, bây giờ mở ra. Chụp ở đâu, đâu có thấy đâu. Bây giờ mở ra, chứ mở mà. Mở gì? Mở ra mới thấy hình được chứ. Chụp rồi đâu có thấy là. Cầm lại quay, rồi tắt em bỏ ra đi xoay. Để nó nặng mấy. Nè, anh coi.